Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Bạn thân nói về con người thật của Hoắc Kiến Hoa, nghe xong ai cũng ghen thay Lâm Tâm Như. Trong giới giải trí ai cũng biết, Hồ Ca là bạn thân, tri kỷ của Hoắc Kiến Hoa từ nhiều năm nay. Trong số các bạn thân nam hàng đầu showbiz, Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa có lẽ là bộ đôi nổi tiếng nhất. Cả hai từ sau khi hợp tác trong Tinh Kiếm Kỳ Hiệp mà nảy sinh tình bạn gắn bó, thậm chí được coi là tri kỷ của nhau. Cũng vì tình bạn đẹp của hai người mà các fan từng gắn ghép họ là một cặp khi hai chàng vẫn còn độc thân. Mới đây trên trang mạng xã hội vừa xuất hiện câu chuyện thú vị về tình bạn của Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa. Cụ thể trong một buổi phỏng vấn, tài tử kẻ ngụy trang đã có tiết lộ thú vị về người bạn của mình. Hồ Ca cho biết, mỗi khi đến Đài Loan, anh không muốn ở khách sạn mà chỉ thích đến ở nhờ nhà Hoắc Kiến Hoa. Khi được hỏi lý do, nam tài tử tiết lộ Hoắc Kiến Hoa nhìn giống một lão cán bộ, sống nhàn nhị, kín đáo, nghiêm khắc với bản thân, nhưng thực chất lại là người đàn ông của gia đình. Hồ Ca chia sẻ, bạn thân của anh không chỉ biết chăm con mà còn rất giỏi nấu ăn. Mỗi lần Hồ Ca đến Đài Loan đều được Hoắc Kiến Hoa nấu cho những món ăn ngon và rất nhiệt tình đón tiếp. Hơn thế, đến nhà Lâm Hoắc, tài tử kẻ ngụy trang còn có thể chơi đùa với cá heo nhỏ rất thoải mái. Những trải nghiệm này không thể có khi anh sống tại khách sạn. Chia sẻ của Hồ Ca khiến các fan thích thú, nó thể hiện tình bạn thân thiết của Hồ Hoắc. Dù hiện tại mọi người đã yên bề gia thất, một người vẫn cô đơn nhưng tình bạn của họ vẫn bền vững. Nhiều fan của Lâm Tâm Như còn ghen thay cho thần tượng khi ông xã dành quá nhiều sự quan tâm cho bạn thân. Trước đó Lâm Tâm Như thường khoe các món ăn cô nấu cho cả nhà nhưng chưa từng khoe các món mà ông xã nấu. Điều này chứng tỏ Hoắc Kiến Hoa đặc biệt ưu ái cho Hồ Ca. Thực tế nhiều năm trước, Hoắc Kiến Hoa từng nói đùa rằng chúng tôi là một cặp đôi lâu rồi, nếu như 5 năm nữa mà Hồ Ca vẫn còn độc thân, anh ấy mà đồng ý thì chúng tôi sẽ suy nghĩ đến việc ở bên nhau. Đáng tiếc, ước hẹn 5 năm của hai người chẳng thể trở thành sự thật vì năm 2016, Hoắc Kiến Hoa quyết theo Lâm Tâm Như bỏ cuộc chơi. Nhiều fan của bộ đôi Hoắc Hồ năm đó từng rất buồn khi hay tin. Hiện tại, Hoắc Kiến Hoa đã có gia đình yên ấm với bà xã Ngọc Nữ và con gái cái heo nhỏ. Trong khi đó, Hồ Ca vẫn độc thân dù chín một số tin đồn tình cảm. Thậm chí, nam tài tử kẻ ngụy trang còn bị cả làng giải trí đặt cho biệt danh là Thành Ế. Bất kỳ người bạn cùng thời nào của anh kết hôn, Hồ Ca luôn là người bị đéo tên đầu tiên. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.